chào bác Sơn nhá. Chào ba người đang xem nhá. Chào Thím Huế nhá. Chào bạn Hào nhá. Có mèo bác không biết có không. Chào Thím Huế nhá. Sông Nho Quế Hà Giang đây. Đưa các thầy đi thỉnh kinh ở sông Nho Quế đây. Chào giám đốc nhá. Vào thì không trượt chân đấy. Giám đốc thả like cho em mạnh thế. Núi Loan hùng vĩ không? Có mạng đây cho con. Ui dồi, khổ lắm anh ơi, không có xiền thì mới đi đây. Con chào cô anh nhá. Con đang ở sông Nho Quế Hà Giang cô ạ. Chào vợ nhá. Vợ thả like mạnh lên. Thả tim đi. Sống Nho Quế Hà Giang đây. Đi thì mãi đến nơi. Chèo thuyền lênh đênh mỗi lúc. Hai ông chụp vào có mỗi cái chàng hại kia là thế bỏ anh nào
Hai thầy đam mê TikTok. Không có gì mà đi vất vả lắm. Đấy, cái lúc chị em mình đi qua Đồng Văn đấy. Nó tí về, nếu mà nó không cắt túi thì chỉ tầm tiếng hơn tiếng thôi. Sợ nhất tí nữa. Thế cái này là xong đấy à? Cứ chỉ mỗi thế này hay đi dọc này? Đi vào trong hẻm tu sản đấy. Hẻm tu sản đây à chị? Hẻm tu sản đây à?